Ok, xuống đi. Vì, à, hôn thẳng nào sao đấy? Đây đúng rồi. 2 3 này rồi. Rồi, đứng lên nào, đứng lên một chỗ nữa xong. Rồi, cả hai cái cầm hoa đi. Cầm hoa này. Thôi, cô cho ngồi một chỗ đi, cô cho ngồi một chỗ hoa đi. Em, phải ngồi, em hiểu mình chỉnh này. Rồi, được rồi, chỉnh cho em xong. Cô cho ngồi xuống đi, cô cho ngồi dậy đi xem em. Do cô cho ngồi hoa đi. Em xoay người và cô dâu đi, đứng thẳng người lên. Ôi, dấu không ghi ra rất nhiều hết. Để cô dâu cầm hoa đi. Rồi. Tay cầm tay. Ok, rồi, thế là buổi chụp của mình đã kết thúc. Đây là quận Collagen 200, mẫu mới. Bao nhiêu mới nhé. À, ngày mai hoặc ngày kia mình sẽ đi trả cho các bạn xem. Còn quận Ultram á, 400 thì mình mới chụp được có 12 tấm chữ hết. Thế thì chắc là mình sẽ để một cái clip khác rồi mình đăng lại đây nhé. Cái này sẽ ngắn thôi, không dài. Và sẽ là phần 2. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Và nhớ đăng ký kênh và like nhé. Cảm ơn các bạn.